Yeah, và như vậy là chào mừng các bạn và quý vị phụ huynh đã đến với game Premier League Soccer. Đây là một game khá là cũ kỹ và cổ kính ở trên hệ điều hành Windows Phone. Một game bóng đá phải nói là rất là được nhiều người biết đến ở cộng đồng Windows Phone Việt Nam. Nhưng mà tại vì đơn giản là cái game này ở trên các hệ điều hành khác thì cũng có như Android và iOS, nhưng mà trên hệ điều hành iOS và Android thì các bạn có rất là nhiều game bóng đá khác để chơi và được cập nhật liên tục, trong khi các bạn Windows Phone thì chỉ hẩm hiu một game này thôi. Hôm nay mình xin triển khai phép thuật thi đấu một vài trận, thi đấu một trận để cho các bạn cùng chia sẻ cái không khí cổ kính này với mình nhé. Và hôm nay là mình dùng đội hình của câu lạc bộ Dream FC nguyên bản ở trong game, ý là cái tên Dream FC nguyên bản thôi, nhưng cầu thủ thì mình đã mua về khá là nhiều rồi. Và hôm nay là trận đấu đối đầu với Chelsea, một câu lạc bộ mình thấy khá khó chịu trong game này. Câu lạc bộ Chelsea có lối chơi khá là chắc, giống rất là giống như cái năm mà Chelsea vô địch giải Ngoại hạng Anh năm trước. Như vậy là đội hình của mình xuất phát, các bạn có thể thấy mình thì mình khá là trung lập trong trong game, trong bóng đá thì mình thấy cầu thủ mình nào mình mua về thi đấu được ở trong đội hình mình cho thi đấu thôi, chứ mình chẳng anti fan hay là fan của bất kỳ cầu thủ nào cả. Và nhờ, bây giờ mình không để mất thời gian các bạn lâu nữa thì mình sẽ vào trận đấu luôn nhé. Như vậy là mình đang thi đấu sân khách. Sân của Chelsea là gì nhỉ? Stamford Bridge gì đấy, đại khái như vậy. Và như vậy là Terry, một cầu thủ cổ kính của Chelsea, vẫn là đội trưởng. Trong game này nó không cập nhật, đây là những cầu thủ ngày xưa. Và bên mình là thủ môn Dega mang áo số 69 làm đội trưởng, một anh thủ môn rất đẹp trai với một số áo 69 đầy quyến rũ. Và trận đấu rất là kỳ tính đang chờ đón các bạn. Hai đội đã sẵn sàng. 4-2-3-1 là đội hình xuất phát của Chelsea, trong khi Dream FC thì đấu với chiến thuật 3-4-3. Rồi thủ tục tuần đá và trận đấu luôn đi. Rồi, và như vậy là Dream FC giao bóng trước. Ôi mất bóng rồi. Và các cầu thủ Chelsea đang lên bóng bên cái phải Fabregas. Và Marcelo đang kèm anh. Ramos truyền về cho Dega. Hay là Chelsea đổi nhìn bỏ qua đi. Mình không phải là một game thủ chuyên nghiệp và mình chơi game này trên điện thoại chỉ để giải trí, và có rất là nhiều bạn nói cái game này là một game cùi mía cùi bắp gì đó. Mình không quan tâm lắm, mình chỉ chơi để chơi. Trong cái lúc mình đang nói chuyện thì Messi đã cõi ra làm gì ấy nhỉ? Qua một quả mà là pha bóng độc chiến. Anh ấy gọi là cô cậu bại. Trong game này thì Messi mình cho đá với Ronaldo bình thường không gì khó khăn rồi. Đầu này vẫn đen, chưa nhuộm trắng. Wow, một cầu thủ có tốc độ và độ khéo léo rất cao. Wow. Những trung vệ hậu vệ hàng đầu của Chelsea đã bó tay ở pha bóng vừa rồi. Và các cầu thủ bên đội bóng mình thì mình có hơi nâng chỉ số nhẹ, trong khi Messi Ronaldo thì mình chưa có nâng chỉ số hai cầu thủ này, mình có nâng chỉ số các cầu thủ khác. Và nhiều khi nâng nhiều quá mình thấy nó chán nên mình nâng vừa phải thôi, nâng cao quá mình đá nó thắng hoài nó chán lắm. Trong game thì cái độ hư cấu rất là cao, không có thật lắm. Mình thi đấu kiểu TTKK, đập nhả liên tục, không cho các cầu thủ giữ bóng lâu. Wow, đập nhả liên tục. Rất uyển chuyển, đi mày ra. Giữ bóng bên trái, tạt vào. Wow. Không thể tin nổi, một pha bóng thật không thể tin nổi. Wow, đầu tiên là đi mày ra, chuyển vào cứ như là dứt điểm, trúng xà ngang, không còn văng lại. Hư cấu. Quá hư cấu, mình tưởng bóng đã hết rồi, ai ngờ Messi là có một pha đánh gót như là Ronaldo để truyền lại cho như là Balotelli. Wow, đánh gót. Balotelli có quả đầu rất đẹp.
Rồi ơi, một cầu thủ Balotelli là được mọi người đánh giá là cầu thủ có tính cách rất là trẻ trẻ trung tính cách trẻ trung. Đó là tiếp tục, mà không hiểu sao lần này là Chelsea lại thi đấu dưới cơ như vậy. Costa, Cuadrado, không làm khó được gì à. Anh cho môn áo số 69 rất để anh trai cho khung thành của đội bóng mình. Chelsea đang dồn lên tấn công để kiếm bàn rút ngắn tỷ số. Marcelo đã có một pha phòng ngự rất tốt. Các cầu thủ bên mình thi đấu rất là nghệ thuật. Và như vậy là hiệp một của trận đấu đã kết thúc. Một trận đấu khá là nhàm chán với một giọng bình luận không thể nhàm chán hơn. Messi, William, mình lấy cầu thủ William của Chelsea. Không phải đâu, mình đâu có làm gì đâu, không phải. Quả là một hệ game có tính hư cấu cao, một pha đá phạt không thể tin được. Ramos cầu thủ trị giá 131 triệu đô la, mình vừa mới tặng cô ấy về ngay và luôn. Trong lúc mình đang mãi nhắc đến Pogba thì Di Maria đã có một pha bóng hỏng ăn bên cánh trái. Willian shot. Wow, các cầu thủ bên mình thi đấu rất là quật cường. Balotelli rất là tăng động. Rồi lên bóng bên trái. Ai lên hỗ trợ tỏi không? Rồi các cầu thủ mình lên bóng khá là nhanh. Messi sẽ điểm luôn đi. Wow. Trận đấu lại vào cái khuôn khổ của nó và Dream đang kiểm soát trận đấu. Một bàn thi đấu khá là đồng đội và Balotelli đã không tận dụng được cơ hội vừa rồi. Đội trưởng Carey vừa chuyền bóng cho Fabregas, Modric, Di Maria đang kèm Cuadrado. Ivanovic, Ramos đã cướp được bóng. Có độc cô có bại quá nhỉ. Messi lại có một pha độc diễm tiếp. Pha này nó không có đẹp lắm, nó thì nó khá nhanh quá. Trận đấu này vẫn chưa có những tình huống nào đáng chú ý ngoài trừ ba bàn thắng. Chelsea đang lên bóng bên cánh phải, một đường tạt vào. Marcelo đã phạm lỗi và như vậy sẽ làm pha đá phạt cho Oscar. Pha bóng quá đơn giản. Từ một pha bóng tưởng chừng như đơn giản thì các cầu thủ Chelsea đã có một pha dứt điểm khá là nguy hiểm nhưng không thể vượt qua được sự xuất sắc của Mondiga. Của Mondiga trong game này thì các tình huống cận thành khá là khó chịu, mình rất khó là sử dụng các biện pháp phòng ngự như thế này, rất là khó chịu đó. Và mình đi trước là sẽ bị thua thôi. Mà tiếp là cầu thủ đã ghi bàn. Khá khó chịu. Như vậy trận đấu sẽ kết thúc. Khi trận đấu sắp kết thúc thì các cầu thủ Chelsea có một pha hẹn người câu giờ. Đấy, pha nó là vào đấy, 4-1 đấy chứ. Các cầu thủ đã mừng sau trận đấu.
Đến đây trận đấu đã kết thúc, một trận đấu khá là tệ nha. Xin cảm ơn các bạn và quý vị phụ huynh đã chú ý đến giây phút này. Xin cảm ơn các bạn.